Đại gia Hà Thành, chi hơn 1 tỷ đồng, mua Lan Kiếm Trần Mộng, chơi Tết. Địa Lan Kiếm Trần Mộng đã tạo nên những cơn sốt trên thị trường hoa cảnh mỗi dịp Tết Nguyên Đán bởi vẻ đẹp hiếm thấy. Một đại gia Hà Thành đã quyết định chi hơn 1 tỷ đồng để mua 5 chậu Địa Lan Kiếm Trần Mộng về chơi Tết. Tương truyền, Lan Kiếm Trần Mộng là loại lan quý của Sapa. Một đêm, vua Trần Anh Tông ngủ mơ được chiêm ngưỡng loại địa lan lã với màu vàng xanh rất đẹp và thơm. Khi tỉnh giấc, vua Trần Anh Tông được dân tín một chậu địa lan giống hệt loài hoa trong giấc mơ của mình. Từ đó, loại lan quý của Sapa được gọi với tên Trần Mộng. Để có một chậu lan huyền thoại chơi Tết, nhiều khách phải chi từ vài triệu đến vài trăm triệu cho mỗi chậu lan, tùy thuộc vào thế của chậu hoa. Đặc biệt, có nhiều khách hàng còn đặt mua trước cả năm chỉ chờ nhà vườn trồng có nụ là đem về chơi Tết. Cũng có nhiều đại gia lặn lội tìm về tận các vườn lan trên Sapa để chọn cho mình một chậu lan Trần Mộng ưng ý. Theo chia sẻ, anh Nguyễn Xuân Hòa, một đầu mối buôn bán địa lan tại Hà Nội, cho biết năm nay thời tiết thuận lợi nên lan Trần Mộng đẹp hơn các năm trước rất nhiều. Tuy nhiên, giá lan năm nay vẫn không hề hạ nhiệt, mức giá dao động ở khoảng 900.000 đến 1.300.000 đồng trên một cành lan dài tầm 1 mét có 30 chấu nụ hoa. Giá mỗi chậu được tính dựa trên số lượng cành trong chậu. Cách đây nửa tháng, có một đại gia Hà Thành đã quyết định mua 5 chậu lan Trần Mộng với giá hơn 1 tỷ đồng về chơi Tết. Vị này cho biết ngoài mua để ở nhà chơi 2 chậu, 3 chậu còn lại ông đem tặng bạn. Anh Hòa tiết lộ. Theo anh Hòa, sở dĩ 5 chậu lan Trần Mộng có giá lên tới hơn 1 tỷ là bởi mỗi cành hoa trong chậu có chiều dài tới 1,3 mét, với số lượng trên 40 chấu một cành. Giá mỗi cành lan này là khoảng 2,2 triệu một cành. Trong 5 chậu có 1 chậu 7-8 cành hoa, 1 chậu trên 100 cành, còn lại 3 chậu đều có gần 100 cành. Theo miêu tả của một người chuyên trồng hoa, địa lan Trần Mộng có lá hạt bản dài, lá lướt, đầu nhọn. Ba cánh đài của hoa thì xòe rộng, hai cánh hoa hơi úp lại che phía trên của nhụy hoa, với cánh môi thường cong, điểm sắc màu. Cành hoa thẳng từ dưới lên. Đặc biệt, hoa lan nở khá bền, từ 10 đến 30 ngày mới tàn, với chùm hoa như những ánh sao rơi, giúp liên tưởng tới nhiều điều tốt đẹp khởi đầu năm mới. Các nhà vườn thường vận chuyển hoa cho khách chơi từ giữa tháng 12 âm lịch, khi hoa bắt đầu nở. Thời điểm giáp Tết, hoa bắt đầu nở rộ và khách có thể chơi qua Tết. Loài hoa này chơi rất bền, đến Tết thì nở rộ và tỏa hương thơm ngát, khiến cho người chơi hoa cảm thấy an lành. Anh Minh, một người chuyên chơi địa lan Trần Mộng, cho biết thêm.